Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nãy là mình thấy là có một đứa ở ngay phía này này. Có mất khẩu MP5 rồi nha, đây mình đổi qua khẩu P90 này. Làm sao vậy? Lên 3 điểm số nha bạn ơi. Bạn bắn gấp quá là mình còn chưa kịp đề phòng nữa cơ. Các bạn là mới vào nhà thì mình lượm luôn được cái khẩu súng tiểu liên mà anh em đây. Có cả Ska này. Chỉ có 1 Ska cộng với P90. Let's go thế nào, mình sẽ quấn thêm một túi máu nữa nhá. Rồi nha, và chúc tất cả anh em xem live vui vẻ này. Ok. Ba lô một này ngon lành. Có dao kiếm các kiểu nhá. Let's go thôi chứ sợ gì. Đây mình có được một cái quả bóng keo này. Ngon. Tay súng ba các thứ này. Ok, lại thêm đạn súng tiểu liên nhá. Let's go thôi nào. Lên trên thôi các bạn ơi. Ok này. Thêm tìm máu này. Nó lại ổn quá ta. Đây mình xuống chỗ này coi. Uầy ngon. Có luôn được khẩu MP40 rồi nha em ơi. Khẩu này thì chơi game phải gọi là cực kỳ là đã tay luôn nha anh em. Anh em xây nó rất là phê nha. Đây thêm tuyệt máu này. Ngoài ra thì mình còn có cả lượng thêm bom kem nữa nha. Ngon lành. Xem là ở đây chúng ta sẽ có gì nào. Hiện tại thì mình không thấy là ở đây có thêm cái gì nữa. Đây. Qua tạm căn nhà phía 120 này nhá. Ok luôn. Người đó mất tiêu rồi không có thấy. Nhưng mà từ đầu trận đến giờ ấy thì kẹo mới chỉ có được một mạng đầu tiên thôi. Thì số lượng kill ngày hôm nay là hơi bị khiêm tốn này. Có bên này thôi. Ok, lại thêm bom kẹo nữa hả? Bom kẹo thì chơi bom kẹo luôn. Let's go. Lên trên phía 120 này nha. À nhau sợ anh sĩ hả? Ok, thì kêu mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Bây giờ là mình sẽ lên thẳng cầu chân luôn nha. À đây. Ở đây chúng ta sẽ có thêm gì nhỉ? À, có chảo này. Lấy chảo chém mông cũng ngon. Uầy, đạn tiểu liên thì rất là nhiều luôn. Mỗi tội là bây giờ thì mình đang xài cái ba lâm một. Nên là làm gì mà lượm được nhiều đồ đâu. Ba lô 1 thì nó chỉ lượm được rất là ít đồ thôi mọi người ơi. Lên trên nào, lên cổng trời thôi. Lên cổng trời và kiếm thêm bạn thôi nhỉ. Đây, để kẹo vào trên này coi nhá. Ok ok, này người đâu? Ui, người đâu không thấy này. Có được một cái tay súng Liva 2 nhá, nó lại ngon lành quá nhỉ anh em ơi. Ok ok. À, chạy lại gần đây hơn nữa này. Mình sẽ qua tạm cái phía này nha các bạn ơi. Không còn đồ gì giá trị để có thể lượm cả. Toàn là mấy cái đồ dở hơi thôi nha em ạ, nên là thôi. Lượn lờ qua mấy chỗ này thì đồ nó cũng như vậy luôn. Ở đây có người này, có người này. Có người này anh em ơi. À đây rồi. Ui. Vừa chạy qua cái anh sấy hả? Đậu xanh này. Lên bả điểm số luôn nha bạn ơi. Làm sao bạn ăn mạ mà lại không xin phép mình hả? Nên là bây giờ đai chưa, buồn chưa? Đai chưa, buồn chưa bạn ơi. Ok này. À, mình cũng đã có được một cái nòng súng 2 để dự phòng ở trong ba lô rồi mọi người ơi. Vậy có cả nòng súng 3 các kiểu nữa hả, để mình coi nào. Mình sẽ vứt bớt đạn xuống chơi đi này. Ok này. Ui, đậu xanh. À đây, à đây. À đây rồi. Nó ngay sau gốc cây chỗ 195 mọi người ơi. Đang tập trung lút đồ cái ông này. Qua đây. Đúng rồi, qua đây em ơi. Qua đây. Nào làm sao qua đây. Làm sao qua đây em ơi. Đúng rồi, qua đây.
xanh mộ nhà em đã bảo là anh đang lút đồ cơ mà thiên nhiên này. Cứ thích chạy vào làm cái gì cơ? Ok, mình sẽ vứt bớt mấy cái lựu choáng đi anh em ạ. Lựu choáng thì mình đâu có xài mấy đâu. Rồi nhá. Vứt bớt thì mò đi này. Mình sẽ lượm thêm đạn súng trường nha các bạn ơi. Và đây, hiện tại thì mình đang có đó là 148 viên đạn súng trường này, 159 viên đạn tiểu liên này, mới chỉ là ba lô 2 mà thôi. Xíu nữa nhất định là phải kiếm ra một cái ba lô 3 anh em ạ, nấm ba cổ này. Ăn luôn nấm này, ngon lành. Mình sẽ chạy qua chỗ thính hướng FVK xem nào anh em ơi. Ok, không biết là có thằng nào đấy lậm thính không nhỉ, để mình sẽ căn nó vỡ sọ luôn. chưa thấy ai cả anh em ơi. Khu ngoài này hiện tại nó vẫn đang rất là vắng nhá, nên là đào đâu ra người bây giờ. Không kiếm được thêm người anh em ạ. Qua phía này thôi nào. À thế kia White Hood đã gửi quà tặng nha. Ok ok. Chuẩn bị là chạy xuống dưới xíu thôi. Lấy con nào. Phía dưới này thì anh em đã thấy ai chưa? Hình như là ở cái góc bên tay trái là có một cái chiếc xe mô tô chắc. Ok, mình sẽ qua thử cái phía đấy coi. Qua luôn nào mọi người. Đây, ở cái phía 150 anh em ạ. Kẹo qua luôn chứ ngại gì mà không qua. Xem là chúng ta sẽ có gì nào. Ok ok, một chiếc xe motor chắc nhé, ngon lành. À, chúng ta sẽ lấy xe đi cắn người nha anh em. Ui, có xe hả? Đứng lại. Đứng lại bạn ơi. Ui, đứng lại bạn ơi. Mình bảo là đứng lại cơ mà không nghe à. Không nghe thì bây giờ là có cái kết đắng lòng cho bạn ơi. Vứt cái nòng súng 2 đi mọi người ơi. Và mình sẽ lượm thêm một cái nòng súng 3 nhá. Đấy, để tạm cho Malo vậy nha. Đổi xe, đổi xe. Ngon, có xe mới chạy rồi. Đây, kẹo sẽ qua phía đây coi. Thank you thanh niên đã ship xe cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Đây, qua phía đây coi, người đâu cả rồi. Người đâu cả rồi này. Ơ, sao lại có một cái dấu chấm đỏ vớ vẩn ở đây. Ui, thằng nào vừa xấy xe mình các bạn ơi. Đâu vậy? Làm sao? Đâu, ở đâu? Trên này à? Hẳn là xấy xe kẹo cả. Hẳn là xấy xe mình cả. Ok, lên bảng điểm số nha bạn ơi. Xấy xe mình như thế là không được đâu nha. Ok các bạn này, mình sẽ lượm thêm 2 túi máu này. Thế là ok rồi, đi thôi. À, ông ngắm 1x thì mình chưa có này. Đổi qua kẹo ngắm 1x các bạn ơi. Đây, ông ngắm 1x này thì xây quá phê rồi nha. Lên xe nào. Mặc dù là xe còn có một xíu lượng giáp mà thôi, nhưng mà kẹo không sợ đâu nha. Còn giáp là còn chạy xe nhá. Ui ui, lại còn tông vào hàng rào nữa thì xe càng ngày càng nát rồi. Không sao cả, riêng kẹo là kẹo không ngại đâu nha. Đây anh em, lên thẳng phía trên luôn chứ ngại gì mà không lên. Ủa trên này này. Ui, bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy mấy đứa ơi. Bắn nhau ghê vậy mấy đứa ơi. Lên bảng điểm số này. Xong chưa? Các bạn bắn nhau có vẻ là ghê quá nhỉ. Cho lên bảng điểm số cả luôn chứ ghê cái gì hả anh em. Lên xe nào mọi người, 6 kill rồi. Và còn lại 11 người chân nữa ở trong cái ván đấu này nhá. Đây đây, chạy xuống dưới này luôn. Wow, có thính này. Hình như là có cả xe mới anh em ơi. Đứng lại. Đứng lại bạn ơi. Mình bảo đứng lại cơ mà, đúng rồi. Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Đứng lại cơ mà, mình bảo đứng lại cơ mà, làm sao. Làm sao bạn ơi.
Ý bạn làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Cho nó một quả lựu vào trong anh em ạ. Vỡ đầu nhá. Thế này thì không đai hơi phí. Thế này thì không đai hơi phí này. Hẳn là dựng bom keo chỗ nọ, phá bom keo chỗ kia cả. Trông có vẻ là chuyên nghiệp đấy, nhưng mà làm sao mà ăn được kẹo? Làm sao mà ăn được kẹo hả anh em ơi? Ok ok. Xe nó thì mình cũng xế nổ luôn rồi hả? Đậu xanh. Thôi bây giờ chắc là đi tạm con xe nát của mình thôi anh em ơi. Mình có nhiều bom keo nên là thật sự là mình cũng không ngại cho lắm này. Ok. Ngoài này có một con xe mới hả? Ồ ngon, đổi qua xe mới này. Xe kia nát rồi nên là khỏi chơi nha. Đây lấy con này chạy tạm này. Còn lại có 9 mạng nữa mà thôi. Thì ngày hôm nay kẹo sẽ cố gắng là kiếm top 1 luôn ở trong cái ván đấu thôi nha mọi người. Đang có 18 máy xem hả? Ok ok. Để con nào. Ở đây thì nó là một cái khẩu súng FPD ở phía dưới này. Phía dưới có người anh em ơi. Wow, chân tròi hả bạn? Hướng này là hướng người chân tròi anh em ạ. Kẹo nghĩ là vậy rồi. Xem nào anh em ơi. Có một đứa đang ở chân tròi thì phải này. Thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá bạn ơi. Mình thấy bạn rồi nhá. Mình thấy bạn rồi nhá. Ok, lên bảng điểm số này. Làm sao mà kẹo lại không thấy bạn được. Thanh niên. Quay lại lấy xe cũng như là lượm thính thôi. Ơ có người. À có người mãi phía sau mình cơ. Không sao, nó chạy qua đây này. Qua đây qua đây. Đúng rồi qua đây bạn ơi. Qua đây đúng rồi. Xuống xe. Xuống xe bạn ơi. Mình bảo xuống xe cơ mà. Không xuống hả? Không xuống hả? Lên bảng điểm số này. Hẳn là không xuống xe cơ ở chính kêu rồi. À phía dưới có người nữa các bạn ơi. Để con nào. Mình sẽ lượm nốt một vài cái phụ kiện đã. Ok. Đậu xanh. Phía dưới này có một đứa anh em ơi. Nãy là mình thấy là nó sấy có vẻ cao đấy. Ok để coi. Không biết nó đâu rồi ta anh em ơi. Chắc là lại núp gốc cây nào rồi hả? Riêng mình thì mình còn chưa biết rõ nó đang đứng ở đâu cơ. Wow, chưa thấy người anh em ơi. Thằng này chạy đâu ghê vậy? Chưa thấy người các bạn ơi, xuống dưới đây coi. Chắc là mình sẽ lên tạm phía trên trước nhá. Đây để sẵn cái mục bom keo này. Ủa đâu vậy? Phía dưới nha mày, phía dưới này. À nó chạy mất tiêu rồi. Đây hả, đây hả? Ủa, làm gì vậy? Làm gì nhau? Làm gì nhau này? Chạy với nhau hả? Ok lên bảng nhá. Làm sao tưởng là sấy được anh mà nhanh à? Tưởng là sấy được anh mà ngon à? Ok, một đứa ngay phía dưới anh em ơi. Wow. Đây rồi. Ơ thằng này chạy nhanh nhỉ? Ok. Chạy nhanh quá ta em. Ơ đổ lựu súng này. Đổ lựu súng thôi mọi người ơi. Nào để coi. Nó chưa chịu chạy lên mọi người ơi. Nên là kẹo sẽ kệ nó nhá cho nó chạy lên anh em ạ. Mà bon thu xuống dưới mà. Để mình coi. Tại vì là bây giờ là còn đông lắm. 4 thằng nữa cơ. Nên là mình sẽ ngó xung quanh cả luôn. Xem là xung quanh còn ai không thì mình sẽ xuống sau nhé mọi người. Người đâu cả rồi ta? À đủ. Không thể ai các bạn ơi. Mấy cái khu này hiện tại đang rất là vắng luôn nhá. Nên là kẹo không thấy một ai cả luôn này. Thế này thì mình cũng thua rồi anh em ạ. Ok. Xuống dưới thôi các bạn ơi. Biết đâu là bo nó lại thu xuống dưới nhỉ. Qua đây coi. Chắc chắn là có đứa thủ nhà nhá. À đây rồi. À đây rồi. Làm sao thủ nhà à em ơi. Thủ nhà như thế thì không sanh mộ mới lạ đấy nhá.
Ok các bạn, mình một kill rồi. Ba thằng nữa. Ở phía này. Phía này anh em ơi. Ủa ơi, bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Đậu xanh bắn nhau ghê vậy. Một quả liệu nha em ơi. Ăn no liệu nha em ơi. Đây hả? Thôi xong. Em vãi trưởng rồi. Thế là thôi, mình phải dừng lại ở top 3 rồi các bạn ơi. Đang bắn phê làm quả như này gãy cánh rồi. Đen quá mọi người ơi. Dừng lại ở top 3 với 11 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.